này xá lợi tử vì chân như của địa giới khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường vì chân như của thủy hỏa phong không thức giới khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của vô minh khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường vì chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của bố thí ba la mật đa khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường vì chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của pháp không nội khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường vì chân như của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không, pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử, vì chân như của chân như khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của Thánh đế khổ khó suy lường nên Bát Nhã Ba La Mật Đa khó có thể suy lường, vì chân như của Thánh đế Tập diệt đạo khó suy lường nên Bát Nhã Ba La Mật Đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của bốn tịnh lự khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường vì chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của tám giải thoát khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này Xá Lợi Tử, vì chân như của bốn niệm trụ khó suy lường, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa khó có thể suy lường, vì chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo khó suy lường, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa khó có thể suy lường. Này Xá Lợi Tử, vì chân như của pháp môn giải thoát không khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường.